Chào mừng quý khán giả đã đến với chương trình Ngon và Lành của kênh VTC14. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại bà chủ dễ thương của bếp Cương để cùng nhờ chị Kim Cương hướng dẫn xem trong tuần này chúng ta sẽ nấu món gì nhé. Chào chị Kim Cương ạ. Thưa chị có thể cho biết là trong tuần này thì chị sẽ hướng dẫn tôi và quý khán giả của chương trình Ngon và Lành nấu món gì ạ? Hôm nay thì tôi xin được giới thiệu đến các khán giả và chương trình món bún bò thuôn hành dăm, là món ăn của người Hà Nội ngày xưa. Thưa chị, vậy để làm được cái món bò thuôn hành dăm mà lại đậm cái hương vị của người Hà Nội thì chúng ta phải chuẩn bị những cái nguyên liệu như thế nào? Vâng, đây nguyên liệu mà mình cần phải chuẩn bị thì nguyên liệu chính chỉ là sườn và thịt bò. Đây ạ, sườn và thịt bò. Ngoài ra thì mình cần cà chua này, cần cái vì là cái món bún bò thuôn hành dăm nó có cái vị chua. Và cái vị chua này nó lại phải thanh và nó không chua quá gắt. Và món này cũng không thể cho thêm đường được, cho nên là mình sẽ phải chọn cái nguyên liệu nào mà cho cái vị chua nó không bị gắt, để mình nếu mà quá chua thì mình lại phải cho thêm đường. Cho nên là mình sẽ chọn cái sấu và giấm bỗng. Thì cái vị sấu đặc trưng của Hà Nội thì mọi người rất là thích ăn sấu, cho nên là cái món này rất được nhiều người Hà Nội ưa thích. Ngoài ra thì mình còn phải cho cả cà chua, cả một ít hành dăm, một ít rau dăm và một ít hành. Món này đặc biệt sẽ ăn rất là ngon khi mà mình cho rau dăm. Thưa chị Cương, chị có thể cho biết là để làm được cái món bò thuôn hành dăm thì ví dụ như sườn thì chúng ta phải chọn cái loại sườn như thế nào, và thịt bò thì chúng ta sẽ chọn cái loại thịt bò ra sao, bởi vì sườn cũng như thịt bò nó có rất là nhiều cái loại ấy, nhiều khi quý khán giả cũng rất là lúng túng khi mà chọn lựa đấy ạ. Sườn với cả thịt bò thì cũng rất là đơn giản thôi, vì bà nội trợ nào cũng đi chợ thì cũng biết lựa chọn nguyên vật liệu rồi. Nhưng mà mình cũng muốn nói qua thì sườn thì mình chọn cái sườn thăn, còn bò thì mình cũng chọn là thăn bò. Thì bởi vì thịt bò mình sẽ xào lên thì mình cần cái chỗ bò mềm, không được cứng mà nó phải mềm, và để xào lên thì mình khi mà ăn với cả bún thì nó sẽ vừa vị. Thưa chị, bây giờ chị có thể là bắt tay vào thao tác hướng dẫn khán giả làm món ăn này ạ. Vâng, trước tiên mình kể với cả món sườn, với cả sườn thì là mình sẽ chặt nhỏ ra. Và sau đó mình sẽ rửa với nước muối để cho nó bớt cái tanh và cái bẩn đi. Sau đó thì mình sẽ trần sơ qua với nước sôi để cho những cái bọt bẩn nó ra, mình rửa sạch đi. Sau đấy thì mình mới bắt đầu cho sườn vào ninh. Mình ninh thì mình cái sườn này thì cũng yêu cầu là không nên nhừ quá, mà nó chỉ độ vừa độ mềm để ăn thôi. Cho nên là mình sẽ ninh sườn trong vòng 30 đến 45 phút, tùy vào cái lửa với cái bếp của mọi người, mình dùng bếp ga hay bếp từ hay là bếp gì. Thì mọi người sẽ căn để cho sườn nó không bị nhừ quá. Sau khi mà ninh sườn xong thì mình, trong lúc mình chờ sườn thì mình sẽ xào thịt bò. Và sau khi đun sườn được 30 phút thì mình sẽ cho, lúc đấy mình mới cho sấu và cho cà chua vào. Bây giờ thì chị có thể thao tác. Vâng, đây. Mình trần một lúc xong rồi mình sẽ cho được hết bọt bẩn lên, thì mình bắt đầu mình mới rửa đi và mình bắt đầu cho sườn vào ninh.
Thưa chị Cưng, tại sao chị lại nói rằng cái món bò mà thuần hành dăm lại mang đậm cái dư vị của người Hà Nội ạ? Thực ra thì cái món này là món ăn từ ngày xưa mà rất nhiều gia đình ở cái lứa tuổi của mình ấy thì là rất nhiều gia đình là bố mẹ hay nấu cho ăn, mẹ hay nấu cho ăn. Thì mọi người như kiểu là cũng mê cái món này vì là cái vị chua của nó rất là nhẹ với cả cái vị giấm bỗng. Nó không bị quá là chua gắt cho nên là mọi người rất là thích. Thưa chị, với cái món ăn như thế này thì nó phù hợp với những loại thời tiết như thế nào? Vào mùa hè thì mình ăn món này rất là phù hợp bởi vì là nó rất là mát và nhẹ nhàng và nó có cái vị xấu chua nữa, làm ra là làm mọi người rất là thích. Và đặc biệt là những người nào mà vừa mới uống bia rượu xong mà cảm thấy hơi bị say mà có một chút một cái bát nước chua này vào thì cảm thấy rất là giải rượu và rất là thấy dễ chịu. Thưa chị, vậy thì để mà nấu cái món bún bò thôn hành dăm như thế này thì sấu thì tôi thấy rằng là sấu thì cũng có rất là nhiều loại, có sấu non này, sấu chín hoặc là có thể là sấu hương chẳng hạn, thì tốt nhất chúng ta nên sử dụng cái loại sấu như thế nào? Sấu vừa chín độ thì nó cũng không bị chát quá, mình phải chọn để cho cái nước nó không bị chát. Và mình cũng cho sấu vừa thôi, mình đừng cho nhiều quá. Nếu mà mình cho nhiều quá thì nó cái vị chua và cái chát của cái sấu nó sẽ làm hỏng mất nước. Mình cho ít sấu và một ít giấm bỗng, và cái này nó ngon ở cái giấm bỗng nữa. Cho nên là mình cũng phải chọn cái giấm bỗng thật là ngon. Ví dụ như là ở đây thì tôi chọn là giấm bỗng nếp. Giấm bỗng nếp thì nó sẽ có một cái độ ngọt của ngay cái giấm bỗng đã ngọt rồi, cho nên là khi mình nấu thì mình sẽ không phải cho thêm đường nữa. Thường thì như lúc nãy mình nói là mình sẽ ninh trong vòng 30 đến 45 phút. Vậy sau khi mà chúng ta ninh sườn 30-35 phút thì cái công đoạn tiếp theo nó là cái gì ạ? Khi mà ninh sườn thì mình cho một ít hành khô vào cho nó bớt sườn nó không bị tanh. Thì sau khi mà sườn ninh đã liu riu mình vặn nhỏ lửa, chứ mình cũng không nên để to lửa. Và lúc đấy thì mình bắt đầu mình mới cho gia vị vào. Khi sau 30 phút mà mình đun sườn xong ấy thì mình bắt đầu lúc đấy mình cho gia vị, mình cho một chút bột nêm và mình cho một chút nước mắm vào, vừa đủ để ăn. Còn lúc đấy mình mới cho sấu vào nữa. Và đồng thời mình cho cả cà chua vào. Xào thịt bò này thì mình có thể xào thật là chín hoặc là xào tái, tùy vào mọi người thích ăn hay ăn tái hay chín thôi. Nên xào thịt bò thì cũng không nên xào kỹ quá thì nó sẽ bị dai. Bây giờ xào xong rồi thì mình đến cái khâu chuẩn bị để xem lại cái nồi nước dùng như nào. Thưa chị, sau khi mà chúng ta đã ninh xong cái nồi nước dùng ấy, vậy thì để mà cái nồi nước dùng của chúng ta đạt được cái hiệu quả như mong muốn thì nó phải có những cái dư vị như thế nào? Cái nước bún bò thuần hành dăm này thì nó phải có một cái vị quan trọng nhất là vị chua, và nó cũng không được mặn quá, nó cũng mặn vừa phải thôi, nhưng mà nó cũng không được nhạt, bởi vì là mình ăn với bún. Nếu mà mình ăn với bún mà làm nước dùng mà nó nhạt quá thì ăn nó sẽ như là mình uống nước lã chứ không phải là ăn món bún nữa. Vậy thì thưa chị, với cái món nước dùng như thế ạ, nó kết hợp với cả cái món bò xào ấy thì cái vị của nó mix vào nhau như thế nào? Thì cái món này khi mà mình ăn lên thì sẽ có một cái vị ngậy ngậy của thịt bò và cộng với cả cái nước chua thanh của sườn nữa. Và cái sườn ăn sườn mềm thì ăn nó mình có cái cảm giác rất là thanh, vị rất là thanh và nó vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng. Một bữa ăn là chỉ cần một món bún bò này đã là đủ chất dinh dưỡng rồi. Thưa chị, với cái món bún bò như thế này thì liệu chúng ta có thể ăn kèm với các loại rau sống như món bún khác hay không? Vâng, đấy là do mình thích thì mình sẽ có thể ăn thêm cả rau sống, bởi vì cái vị nước chua của giấm bỗng này nó cũng gần tương tự như là cái nước bún riêu, chỉ có cái là nó không có cua thôi, thì là nó cũng có vị chua như thế thì mình có thể ăn kèm cả rau sống cũng được. Nước dùng bây giờ đã được rồi thì mình dầm sấu ra.
mình cũng dầm vừa xấu thôi, chứ mình cũng đừng đừng cho nhiều xấu. Ở đây là mình dùng khoảng 3 quả xấu thôi. À, bây giờ mình sẽ cắt bún ra cho cả nhà ăn. Thì một bát bún mình sẽ cho một chút bún. Mình cho một ít thịt bò. Thịt bò thì mình có thể cho thêm cả cái nước xào thịt bò vào trong bát bún cũng được, vẫn ngon. Mình cho một chút hành, chút rau răm. Bây giờ mình múc bún ra. Bây giờ món bún bò thuôn hành răm đã hoàn thành. Mời Thủy thử. Chỉ nhìn thấy và cũng như ngửi cái mùi vị thôi là tôi cũng thấy rằng là khá là hấp dẫn ạ. Nhiều khi là chỉ ngửi cái mùi của món ăn thôi đã tứa hết cả nước miếng ra rồi. Cũng chúc khán giả là có một cái bữa ăn thật ngon nếu mà nấu món bún bò thuôn hành răm. Thưa quý khán giả, tôi nghĩ rằng với sự hướng dẫn của chị Kim Cương thì tôi hay các bạn hoàn toàn có thể thực hiện được món bún bò thuôn hành răm tại nhà. Và quả thật là với cái món ăn này ấy, trong những ngày thời tiết nóng nực hoặc là trong những cái thời tiết chớm thu thì nó sẽ khiến cho cái khẩu vị của chúng ta nó được thay đổi. Và tôi nghĩ rằng với món ăn này thì tất cả những người trong gia đình đều có thể ăn được. Một lần nữa thì xin cảm ơn những cái sự chia sẻ của chị Kim Cương ạ. Bây giờ thì chương trình xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình lần sau.